Truyền thông phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ ba, ngày 19 tháng 3 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, sáng nay thầy Nguyễn Tấn Thanh, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, đã tổ chức họp các bệnh nhân, người nuôi tại phòng khám để phổ biến một số thông tin quan trọng của phòng khám và thông tin về dự kiến vào sáng thứ bảy. Phòng khám tổ chức buổi tư vấn cho bệnh nhân để chia sẻ những kinh nghiệm hỗ trợ điều trị ung thư thành công, giải đáp thắc mắc của bệnh nhân về quá trình điều trị, chăm sóc sức khỏe, tạo môi trường giao lưu kết nối giữa các bệnh nhân, đồng thời triển khai kế hoạch sắp tới về nâng cao kiến thức tư vấn cho bệnh nhân mới. Trong buổi tư vấn này, phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy sẽ cung cấp thông tin về phương pháp hỗ trợ điều trị ung thư hiện đại, hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng hợp lý cho bệnh nhân ung thư, tư vấn tâm lý giúp bệnh nhân vượt qua giai đoạn khó khăn, hướng dẫn cách nấu cháo nano, thảo dược nano, giới thiệu về lợi ích của cháo nano, thảo dược nano đối với bệnh nhân ung thư, hướng dẫn cách nấu cháo nano, thảo dược nano đúng cách, cung cấp các công thức nấu cháo nano, thảo dược nano đa dạng, bổ dưỡng, hướng dẫn cách thể dục dưỡng sinh, giới thiệu các bài tập thực dục dưỡng sinh phù hợp với bệnh nhân ung thư, hướng dẫn thực hiện các bài tập an toàn, hiệu quả, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc luyện tập thể dục dưỡng sinh đối với sức khỏe, về phơi nắng sáng, giải thích lợi ích của việc phơi nắng sáng đối với bệnh nhân ung thư, hướng dẫn cách phơi nắng sáng đúng cách, an toàn, nhắc nhở bệnh nhân về những lưu ý khi phơi nắng. Mục tiêu là nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân ung thư, cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân ung thư, tạo môi trường hỗ trợ giúp đỡ bệnh nhân ung thư vượt qua giai đoạn khó khăn. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp cho phòng khám trong việc tổ chức họp bệnh nhân và triển khai kế hoạch sắp tới. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí xin gửi lời tri ân sâu sắc đến các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã tài trợ cho phòng khám. Nhờ sự đóng góp quý báu của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, phòng khám đã được hoàn thiện và đi vào hoạt động, giúp đỡ cho nhiều bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn. Sự đóng góp của các nhà hảo tâm là nguồn động lực to lớn để phòng khám tiếp tục hoạt động và giúp đỡ nhiều bệnh nhân ung thư hơn nữa. Phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí xin trân trọng cảm ơn tấm lòng nhân ái và sự chia sẻ của các nhà hảo tâm. Kính chúc các nhà hảo tâm sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, hạnh phúc viên mãn, thành công trong cuộc sống. Xin trân trọng. Hành động của các nhà hảo tâm minh chứng cho tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc ta. Nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, các bệnh nhân ung thư đang được hỗ trợ điều trị tại phòng khám có thêm niềm vui, niềm tin và hy vọng về cuộc sống. Phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí xin trân trọng cảm ơn và tri ân các nhà hảo tâm. Kính chúc các nhà hảo tâm sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí được thành lập với mục tiêu cao cả, mang đến sự hỗ trợ thiết thực cho bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn. Nơi đây không chỉ là điểm đến để hỗ trợ điều trị bệnh mà còn là mái ấm lan tỏa tình yêu thương, sự đồng cảm và hy vọng. Đội ngũ y sĩ giàu chuyên môn tận tâm và các cộng sự ân cần chu đáo, phòng khám luôn nỗ lực hết mình để hỗ trợ khám điều trị bệnh ung thư miễn phí cho các bệnh nhân, nhất là bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Tư vấn tâm lý, hỗ trợ tinh thần giúp bệnh nhân vượt qua khó khăn, giúp đỡ bệnh nhân giải quyết các vấn đề về kinh tế, xã hội có liên quan đến việc điều trị. Kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay góp sức để duy trì hoạt động và phát triển cái phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin kêu gọi sự chung tay góp sức của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Mỗi đóng góp dù nhỏ nhất cũng sẽ góp phần to lớn vào việc tài trợ ổn định nguồn chi phí để hỗ trợ khám chữa bệnh, thảo mộc, vật tư y tế cho bệnh nhân.
mở rộng quy mô phòng khám, hỗ trợ khám, trang bị thêm thiết bị y tế hiện đại, nâng cao chất lượng dịch vụ, mang đến sự chăm sóc tốt nhất cho bệnh nhân. Tình yêu thương và sự chia sẻ là liều thuốc quý giá. Ung thư là căn bệnh hiểm nghèo, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn tác động nặng nề đến tinh thần và kinh tế của người bệnh. Việc được hỗ trợ điều trị miễn phí tại phòng khám sẽ giúp cho họ giảm bớt gánh nặng chi phí, an tâm điều trị, có thêm niềm tin về cuộc sống. Hãy chung tay cùng phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí để mang đến tình yêu thương và sự sẻ chia cho bệnh nhân ung thư. Mọi đóng góp của các bạn sẽ góp phần thắp sáng hy vọng và tiếp thêm sức mạnh cho họ chiến thắng với căn bệnh hiểm nghèo. Xin trân trọng cảm ơn. Thưa bệnh nhân có thể cho biết là họ tên với mình từ đâu đến vậy? Dạ, em là Võ Thị Kim Mai, em ở Ninh Thuận, Phan Rang. Dạ, Ban hồi đầu hồi răng đầu hả? Năm 2017 em mổ thận ở Chợ Rẫy. Rồi xong năm 2019 em bị bú ác tính ở hốc mũi hai bên là ung thư. Rồi xong bây giờ là con nhờ mấy thầy điều trị, là bây giờ mới đi Thiên Ân khám về là mũi nó không còn nữa, không còn khối u nữa, nó hết, nó xịt xịt ra bú thận á, rồi bây giờ là bú thận cũng hết luôn, rồi nó xịt lên bú cổ nữa, rồi bây giờ bú cổ cũng hết luôn, không có gì hết. Bây giờ mấy thầy cho con về mà con thích ở nước mà mấy thầy cho con về mất rồi, con nhớ mấy thầy. Cảm ơn mấy thầy nhiều. Cách chăm sóc của mấy thầy đang như thế nào? Dạ, rất tận tình, rất dễ thương, rất nhớ mấy thầy nhiều lắm. Cảm ơn mấy thầy nhiều lắm, không biết làm sao mà để tả xiết được cái ơn công ơn của mấy thầy cứu mình, cái mạng mình bây giờ sống lại, dạ khỏe nhiều lắm. Dạ rất mừng, rất cảm ơn mấy thầy nhiều lắm. Tên Nguyễn Văn Toàn ở Khánh Hòa vô. Đầu tiên thì bị nổi hạch, đi khám ở trong trung tâm ung bướu thì nó bị ke sàn miệng, thì nói phẫu thuật phải bỏ hàm răng với lại là cắt đi phần lưỡi. Tôi cảm thấy không an tâm nên là sợ bị biến chứng, nên là nghe chứ chỗ Cha Tường này cái phác đồ trị bệnh về chéo nano rất hay, nên là mới xuống như này để theo 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 điều trị như này, coi thử là ở dưới này nó cách điều trị như này nó tốt không. Rồi lúc mà đi vô trong bệnh viện ấy, rồi họ tư vấn anh chị như thế nào? Kêu là bây giờ phải phẫu thuật, mà phẫu thuật thì phải 50-50, nhưng mà phẫu thuật thì phải nhổ bỏ hết hàm răng dưới lại cắt đường phần lưỡi, nên là cảm thấy không yên tâm, nên là để vô theo phát hành phát đồ điều trị trong trong chỗ Cha Tường đây. Anh biết cái chỗ này qua như thế nào á? Ra một ông cậu ở quê quê Đắk Lắk á, cũng ung thư giai đoạn 3 bên dạ dày, thì cũng điều trị chỗ này bớt, thì ông cậu nghe thì ông cậu mới điện điện xuống và giới thiệu đi vô đây. Cái triệu chứng hiện tại của anh bây giờ là nó như thế nào, ăn uống rồi được không? Thì nói chung thì cũng lỡ ở dưới miệng thì ăn uống thì vẫn còn được, nhưng mà hơi đau thôi, nhưng mà vẫn còn ăn uống được. Ngủ nghỉ đồ này nó bình thường bình thường. Đã. Rồi nói chung là khi anh đến đây rồi, cái sự tin tưởng anh đối với đây như thế nào, anh có thể trình bày chia sẻ. Thì nói chung là từ Khánh Hòa vô đây rất xa, nhưng mà cũng cũng tin tưởng, nói chung là người ta giới thiệu, nhưng mà lòng tin mình cũng có, nên là mình mới tin tưởng chị ở đây để nằm về theo điều trị, theo phác đồ điều trị dưới này. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi, hôm nay con trở về đây cầu ngang có
một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho ăn cháo nà nó, uống trà thao giường. Vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường. Vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời.
Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Truyền thông Thành Võ xin hướng dẫn đường đi đến phòng khám cha Tường yêu thương cho không tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Nơi Thành Võ đang đứng là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh và trường đại học Trà Vinh 1 km. Thành Võ chuẩn bị di chuyển vào quốc lộ 53 hướng đi cầu ngang Duyên Hải, sau đó rẽ phải vào quốc lộ 53. Phòng khám cha Tường yêu thương cho không làm việc từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần, chiều thứ bảy và chủ nhật được nghỉ. Đi thẳng khoảng 15 km nữa sẽ gặp nhà thờ Phước Hảo. Sau đó chúng ta sẽ đến cổng chào của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 5 km nữa chúng ta sẽ gặp nhà thờ Vinh Kim. Đi tiếp khoảng 1 km chúng ta sẽ gặp biển báo phía tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn. Sau đó theo hướng chỉ dẫn vào nhà thờ Dòng Lớn là rẽ trái và đi tiếp. Nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ Dòng Lớn thì chúng ta thấy biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải theo hướng chỉ dẫn đến phòng khám và sẽ tới nơi. Thân ái kính chào.